Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 14 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly trà, chén trà Sino. Đây là cái dòng Sino quả biến rất là đẹp. Quả biến và phủ men tuyết, nó tạo nên cái hình ảnh tương phản giống như là băng mà nó phủ trên cái tro núi lửa anh chị. Nhìn rất là đặc biệt. Đáy nó có triển trí tay của nghệ nhân, đặc biệt ở chỗ nữa là cái chén này là cái thân tròn miệng vuông. Những cái chén trà miệng vuông thì cái nơi uống nó là ngay cái góc này nè. Những cái tác phẩm này nó được chế tác hoàn toàn thủ công nha. Bên ngoài nó đẹp hơn trên video rất là nhiều. Ngoài ra một số anh chị có thể sử dụng nó để giống như cái chậu bonsai đó anh chị. Chén này nó cao là 5.5. Đường kính của nó là 8, mà sản phẩm H1 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly sứ rất là độc đáo. Cái ly này nó thuộc cái dòng Kiyoyaki. Cái ly này trên thân đó là nó được chạm. Cái này là nó chạm đó anh chị, chứ không phải là nó vẽ. Họa tiết này nó được chạm. Giờ ở đây là chúng ta thấy là nó chạm nổi cái hoa văn giống như cái gốc cây xù xì đó. Rất là đặc biệt, và đặc biệt là ở cái phần này nè. Chúng ta thấy nó giống như một cái miếng gốm nó được cuộn lại. Đáy phủ men nâu và nó được khắc tạo hình truyện ký tay. Dòng này rất là đặc biệt, bên ngoài nó đặc biệt hơn trên video rất là nhiều. Cái này các chị có thể làm ống cắm bút cũng được. Nó cao 8.8, đường kính là 6.5, và sản phẩm H2 giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly, một cái ly xưa của Kutani. Cái ly này trên thân nó vẽ cảnh sơn thủy, lòng nó được viết một cái bài thơ. Đây, họa tiết này nó được viết tay, viết ngược rất là công phu. Trên thân nó vẽ sơn thủy rất là đẹp. Ly này là ly xưa. Cái ly này thì trên thân nó có vết tóc cũ, tóc nhẹ thôi, rạn nhẹ khoảng 1 cm. Cốt dày rất là nặng. Ly này nó cao 6.3, đường kính miệng 6, mà sản phẩm là H3 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén trà men lam. Cái bộ này cái cốt sứ nó mỏng rất là đẹp đó. Cốt nó sứ mỏng như vỏ trứng. Trên thân nó vẽ hoa cúc dây. Họa tiết này nó được vẽ tay, sau đó nó điểm điểm vàng giống như là cái phong cách hai gen cốt sứ. Cái này là cái bụi đó chị, bụi. Họa tiết này vẽ tay nha, vẽ rất là công phu, ấn truyện xưa, dòng ấn truyện xưa rất là đẹp. Men chàm rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy nè, nó thấu quang. Những cái dòng này các anh chị cầm trên tay chúng ta cảm nhận được cái tinh tế của nó. Nó cao 5.2, đường kính miệng là 9.3, mà sản phẩm H4 giá 70k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà. Xin lỗi, một cái này hơi nhảy mã rồi. Nhảy mã để luôn đi. Một cái ly trà gốm Bizen. Xin lỗi, một cái ly trà gốm Raku. Thường thì cái này chúng ta chỉ hay gặp là những cái cha quan đó các anh chị. Đây, cái dòng Raku màu hồng. Bên ngoài cái màu nó nhạt, nó tinh tế các anh chị. Ở đây nó bị ánh sáng đèn mạnh quá, nó làm cho cái màu nó bị lệch đi. Raku hồng á. Cái chuyện này là của cái dòng rất là uy tín nè. Raku thì là những cái nghệ nhân rất là lão luyện các anh chị mới làm được. Đây, ở trong lòng nó, vành trong nó có cái vết mẻ nhẹ thôi. Rất là hiếm gặp cái chén trà Raku nha.
cao là 6, đường kính miệng của nó là 6, đường kính thân là 8, mà sản phẩm H6 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là những cái đây là những cái mộc đó các anh chị, cái ấn triện đó, cái triện đó. Những cái triện này nó bằng sừng tự nhiên ấy, anh chị. Chất liệu của nó là sừng, này những cái loại sừng mà đây đây chúng ta thấy cái gân sừng này có hoa văn này, sừng này cũng phải là cái sừng loại sừng quý nha các anh chị, cho nên nghệ nhân họ mới chế tác ra những cái triện này, những cái mộc đó. Đây chúng ta thấy cái gân này, cái gân sừng đó của cái sừng đó, nó có những cái gân như thế này các anh chị, hoa văn trên cái sừng tự nhiên. Cái sừng này thì cái màu nó giống như đồng nhất, chúng ta hơi khó thấy hơn. Chuyện rất là đẹp á chị, ở bên ngoài chúng ta nhìn rất là rõ nha. Thường shop cầm cái tay nó di chuyển nhẹ thì cái máy nó sẽ bị nhè. Cái bằng sừng như các anh chị, chúng ta đưa ra ánh sáng mặt trời chúng ta mới thấy được cái hoa văn trên cái sừng. Cái màu trắng thì chúng ta có thể dễ thấy hơn, nó có những cái sọc. Cái này là nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công nha các anh chị, những cái sừng này nè, điêu khắc rất là công phu. Được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Chúng ta xem những cái clip mà để thấy nghệ nhân mà họ khắc những cái chuyện này nè, chúng ta mới thấy nó kỳ công. Những cái chuyện này nó dài 6, đường kính nó là 1 cm, mà sản phẩm là H5 giá 120k trên cái. Anh chị có thể lấy lẻ hoặc là lấy đôi, lấy bộ đều được ạ. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái cha quan Raku, hai cái cha quan Raku xưa các anh chị, rất là đẹp. Cái dòng cha quan này nó được nung thủ công, nung truyền thống anh chị, nó được nung nhiều lần cho nên ở trên thân nó có cái vết kẹp gấp đặc trưng của cái dòng Raku. Đây chúng ta thấy là cái vết gấp kẹp này. Ở đây một vết, đây một vết này. Nó được nung nhiều lần các chị, trong quá trình nung men nung gốm nó nung nhiều lần. Cái cha quan này nó ánh cái thúy hồng các chị, đây cái men thúy hồng nó ánh đây này. Mà chúng ta gọi là thiên mục diêu biến. Đây chúng ta thấy cái men đỏ thúy hồng này, chị nhẹ có những cái nơi đó nó ánh lên đây như chỗ này. Cái dòng này là gọi là cái dòng Akaraku, Akaraku đen. Cái này cái chuyện nó bị cái men phủ lên các chị. Cái chuyện nó giống như cái chuyện này nè, một trong những cái chuyện rất là nổi tiếng của dòng Raku. Nhưng mà thường những cái chén mà Raku này nè, nó bị phủ cái men này nè. Đây chúng ta thấy cái vết mà kê khi nghệ nhân họ để họ phủ men. Chén này thì nó có một cái vết tóc như các chị, tóc nhẹ chỗ này nè, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng cả. Gõ chúng ta cái cốt nó không có tóc. Và khi mà uống trà thì uống khoảng dưới này à, khoảng 1/4 chén à. Chén này cũng là cái chén Raku các anh chị, cái chén này là cái Raku khác, đây cái vết kẹp gấp nè. Cái chén này thì ở trong á nó ánh cái màu rêu, đây men màu rêu ở trong, men đen ở ngoài. Những cái chén trà này trước đây đó, khi mà các anh chị mà uống trà đó, nó sẽ giữ cái hương lại. Cách đây đâu khoảng gần 10 năm, shop có một cái chén, khi mà các anh chị để là các anh chị ngửi được cái mùi trà ở trong cái chén đó. Lúc đó shop không biết, shop bắn mắt là phải để cái đó lại làm tiêu bản. Ở đây nó có cái vết mẻ nhâm nhâm men tí thôi các anh chị, chứ không phải là mẻ nữa. Cái chén này nó cao là 7.5, đường kính 13 ngoài luôn á nha. Cái chén này cao 8, đường kính 11.5, mã sản phẩm H7 giá 200k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái
cái bộ ly, một cái bộ ly trà đất trộn Nerikumi. Cái bộ ly này là hôm trước là shop đã có up rồi, rất là nhiều các anh chị hỏi, và có một cái khách hàng đã chốt, nhưng mà sau đó thì anh ấy nói là tưởng mình hôm sau mình có đăng cái bộ khác, thì anh ấy nói tưởng là mình lấy bộ này đăng lại. Thì ở đây mình cũng nói là shop sẽ không có tình trạng đó đâu. Sản phẩm nào mà shop đã up rồi thì trừ khi mà khách hàng vì cái lý do gì đó mà không có lấy được á, nhắn tin hoặc là gọi cho shop thì shop mới có thể đồng ý bán lại thôi. Hoặc là những anh chị nào ở sau đó thì ưu tiên, chứ không có tình trạng mà hàng đã chốt rồi mà lấy để bán lại. Cái chén này nó rất là vừa với cái trà Việt nữa các chị, cỡ ly này rất là vừa luôn, hiếm gặp cái ly đất nung mà cái cỡ này lắm, đặc biệt là trọn bộ. Nerikumi là một cái dòng đặc biệt, cái thành phần khoáng trong đất nó tạo nên cái hoa văn cùng với cái sự phối hợp tài tình của cái nghệ nhân. Mỗi sản phẩm là riêng, là duy nhất, cao 5.5, đường kính là 6.5, mã sản phẩm H8, giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp cặp lân, số anh chị thì gọi là lân, số anh chị thì gọi là nghê. Cái này nó gớm nha, bên ngoài cái màu nó đậm hơn các anh chị, cái màu của nó đậm, nó trầm hơn, nhìn đẹp lắm. Cái này nó bị cái màu nó bị nhạt, nó lệch màu. Cái điểm đặc biệt của cái cặp nghê này là nó là cái gốm mộc không phủ men, cái màu này là cái màu tự nhiên của gốm. Và cái cặp này là nó đặt cái gì, nó đặt nguyên khối luôn, chứ nó không có rỗng giống như những cái tượng tượng nghê hay tượng lân mà chúng ta hay gặp. Cái này nó đặt nguyên khối luôn á các anh chị, nó rất là nặng, cực kỳ nặng, thể hiện cho cái sự vững vững chãi á. Những cái tượng này là nó được chế tác thủ công đó chị, bên ngoài cái màu sắc nó đẹp lắm, ở đây sao mà nó bị lệch màu, lệch màu đi rất là đẹp. Nghê thì thường cái dạng nghê này nè là thì nó có hai con âm dương. Này thì ở dưới chân nó có chuyện, nó có cái vết mẻ nhẹ, không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng. Vết tai nó cũng vậy, không ảnh hưởng gì cả. Rất là nặng như các chị, nó đặc biệt lắm. Các chị mà ở bên ngoài mới thấy nó nặng khủng khiếp á, do nó đặt nguyên khối. Này nó cao là 11.5, dài là 11, rộng 9, mã sản phẩm H9, giá 500k trên cặp này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái hộp, cái bình gốm Tam Thái, bình gốm Tam Thái xưa rất là đẹp. Chúng ta nhìn đơn giản nhưng mà thật ra những cái họa tiết lưới thì nè là nó được vẽ tay rất là công phu, nó được vẽ bằng những cái ngòi bút nhỏ, thay vì sử dụng cái nét cọ lớn, ở đây nghệ nhân họ sử dụng cái nét bút nhỏ, cho nên nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và công phu. Trên thân nó vẽ hoa đào. Cái điểm đặc biệt của cái bình này đó các anh chị là ở trong lòng này nó làm giống như hai lớp vậy đó các anh chị, ở trong lòng này nó giống như một cái ly nó nằm ở trong vậy đó, nó giống như cái ly nằm trong vậy đó, nó có giống như một cái hai lớp một cái ly, và ở giữa nó là một cái khoảng không. Đây ở giữa nó có cái khoảng không, ở trong lòng này nó có một cái lớp nữa. Cái này các anh chị có thể sử dụng đốt trầm được, rất là độc đáo. Cho nên đó, các anh chị cầm trên tay thấy nó cực nặng nha, nặng dữ lắm, nặng rất là nhiều so với kích thước. Đáy nó có triện ký tay. Cái này nó cao 6, đường kính miệng là 3, đường kính nắp 4, đường kính thân nó 8.5, mà sản phẩm H10 giá 200k. Rất là hiếm gặp dạng này, một cái bình hai lớp.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly gốm mộc. Cặp ly này rất là cao nhé các anh chị, dáng rất là cao luôn á. Ly này nó cao, nó to. Cái điểm đặc biệt của cái ly này nè là ở trên cái nửa thân trên của nó đó là nghệ nhân họ dùng vàng kết hợp với men họ quét lên nó tạo nên cái màu vàng này. Khi các chị ra sáng hay ra đèn thì nó lấp lánh lên. Ở ngoài thì cái màu nó trầm hơn chứ không phải nó sáng giống như như thế này các chị, do ở đây ánh sáng đèn thân dưới thì nó không có phủ men. Nó là cái màu gốm tự nhiên kết hợp với những cái hoa văn do men nổi tạo nên, rất là độc đáo. Cái này nó quét bạc và men nhám, chúng ta đưa ra sáng nó ánh bạc lên. Cốt dày rất là nặng nha các anh chị, cái bình này nó rất là cao nha, bên ngoài cực kỳ cao á. Bình này nó cao đến 15 năm, gần 16, đường kính 6.5 mà sản phẩm H11 giá 200k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩ xưa rất là đẹp. Một cái bộ dĩ xưa. Cái bộ này nó hình thoi các anh chị. Ở trên thân nó vẽ hình một cái tích xưa. Cái tích xưa của Nhật. Đây một cái người đang ngồi giống như múc nước vậy đó. Cái này nó kể chắc một câu chuyện gì đó trong cái điển tích của Nhật á. Ở đây cái quả tiết lá này nó được vẽ vàng nha các anh chị. Xung quanh này nó cũng được vẽ vàng, họa tiết này nó được vẽ tay nha, rất là đẹp. Bên ngoài là nó phủ men lam nè. Chúng ta thấy men lam này là nó vẽ tay cho nên cái màu sắc nó không có đều á, chỗ mà men lam á. Cốt rất là dài nha. Nó còn nguyên á, không có bị lỗi gì cả. Đường kính là 16 năm. Xin lỗi, dài 16 năm, rộng 14. Mã sản phẩm là H12 giá 80k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dầm men lam. Cái dầm trà men lam ở trong lòng nó vẽ hình hạt, họa tiết nó được vẽ rất là đẹp. Cái này nó chỉ có một cái vết mẻ nhẹ chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay chức năng cả. Rất là đẹp luôn. Cốt dày rất là nặng, đáy nó có triện ký. Này là cái dầm trà như các chị. Nó cao là 5. Đường kính thân là 21 năm, đường kính miệng 19, mà sản phẩm là H13 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chao quan mùa hè. Cái chao quan Kiyoyaki, cái dáng này là cái dáng mùa hè. Đáy thấp miệng rộng. Trên thân nó vẽ những cái loại hoa. Hoa mẫu đơn, hoa duyên vĩ và lá phong. Họa tiết này được vẽ nổi, vẽ tay. Đây là cái chuyện ký tay các anh chị. Họa tiết nó vẽ cả bên trong nha. Này cao 5.5, đường kính 14, mà sản phẩm H14 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đỉnh. Cái đỉnh men ngọc, cái này có thể đốt trầm nè các chị. Các anh chị dùng đốt trầm. Ở đây họa tiết này nó được lộng thủ công á. Đây chúng ta thấy cái vết khắc nè, nó được lộng thủ công hình hoa cúc, rất là đẹp. Cái celadon này thì nó rất là nặng nha các anh chị. Cái dòng celadon cao là 8, đường kính là 9.5, mà sản phẩm H15 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng cái tượng gấu bằng gỗ nguyên khối, nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công, nhìn rất là độc đáo và ấn tượng. Nó được điêu khắc thủ công nha các anh chị, rất là đẹp, khá to. Nó cao là 12 năm, đường kính là 11, vòng thân của nó là 32, mã sản phẩm H16 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố. Cái thố này là thố sứ, trên thân nó vẽ hoa. Các anh chị có thể là dùng nó để đựng bánh mứt, những cái loại hạt để khi mà những cái ngày Tết đó anh chị, kẹo chúng ta để trên cái bàn phòng khách nó vệ sinh.
Các chị để nữ trang cũng được, cao 9.5. Đường kính miệng là 9.5, đường kính thân là 11, mã sản phẩm là H17, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an. Một cái an trà hay là gọi là cái dầm trà cũng được được các chị. An đắk nung. An đắk nung rất là đẹp. An này trên thân á nó khắc hình rồng phụng. Rồng và phụng. Chỗ này nó quét một cái lớp bạc các anh chị. Một cái lớp bạc. Cho nên khi chúng ta đưa ra sáng đó, nó ánh bạc. Rồng phụng rất là đẹp đây. Phượng hoàng này. Bên đây là rồng. Cái này nè, nó được quét cái lớp bạc. Khi đưa ra sáng đó chúng ta thấy cái màu bạc rất là độc đáo. Cái này nó có tuổi các anh chị, cho nên ở ngoài thì nó cũ kỹ. Cao là 5.2, đường kính miệng là 17 năm, mã sản phẩm H19, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dụng cụ châm cà phê. Cái này sứ xương nha các anh chị, rất là đặc biệt là nó lại là sứ xương. Thường thì những cái này á nó là sứ thường thôi. Và thường nó màu trắng mà kiểu mà nó trắng đục đục á, chứ nó không có phải mà nó trắng kiểu sứ xương và nó được mạ vàng như thế này các anh chị, vành mạ vàng. Đáy mạ vàng. Đây là nó là cũng có thương hiệu Kalita. Nhưng mà cái chuyện này vàng luôn các chị. Đây là một trong những cái thương hiệu hàng đầu về chế tác những cái sản phẩm phục vụ cho ngành cà phê. Những cái lọc bằng sứ, bằng thủy tinh đó. Nó cao là 7.2, đường kính miệng 9, mã sản phẩm H18, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái set trà, những cái set trà. Cái set trà hoa hồng. Để nó xuống mới được, nó không có vừa. Cái set trà hoa hồng. Rất là đẹp đó anh chị. Những cái set trà hoa hồng rất là đẹp, nó mang cái phong cách cổ điển của châu Âu. Set trà hoa hồng. Set trà sứ xương nha các anh chị. Hoa hồng nó được vẽ rất là đẹp. Bên ngoài qua nó hoa nó đậm hơn nha. Cái bên nó có đó hoa tím. Hoa nó vẽ hai bên thân các anh chị. Ở trong lòng. Cái set này là cái set của Miyuki Lida. Art China có nghĩa là sứ nghệ thuật. Dòng này là giống như cái dòng được thiết kế bởi một cái nghệ sĩ đó anh chị, một cái nhà thiết kế. Đây chúng ta thấy hoa hồng rất là đẹp trong cái tách này nè, nó có hai cái đó hoa hồng. Cái tách này thì cái viền vàng nó phai nha các anh chị, rất là đẹp. Cao 6, đường kính là 9.5, dễ lót đường kính 14 năm, mà sản phẩm H20, giá 90k trên set. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng voi bằng gỗ tự nhiên nguyên khối, được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Cái tượng này nó được làm bằng gỗ tốt được các anh chị. Gỗ nó rất là nặng nha. Nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công, nhìn rất là sống động. Điêu khắc là kỹ thuật, một cái nó đòi hỏi cái năng khiếu. Này mắt này có thể nó làm từ nhà đó chị, mẫu nhà nhỏ. Đất này, cái gỗ này là gỗ tốt, gỗ này nó nặng chắc. Cái màu tự nhiên đó chị, nó cao là 13 năm, gần 14, hơn 13 năm, dài là 15 năm. Nó rộng là 6.5, mã sản phẩm H21, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gốm rất là độc đáo. Cái men của nó đó, nó rạng giống như kiểu huyết rồng các anh chị.
Đây chúng ta thấy cái phía sau của nó nè, cái men rất là đặc biệt. Đây là một cái vết khắc xéo, nó đặc trưng cho những cái vùng gớp ở phía bắc đó. Đây chúng ta thấy cái men của nó nè, nó được phủ nhìn rất là ấn tượng luôn. Cái dĩa này các anh chị trưng bày giống như một cái bức tranh mang cái phong cách độc đáo, trưng mặt trước hay mặt sau đều được. Ngoài ra các anh chị có thể sử dụng nó để giống như một cái khay trà cho những cái bộ trà men rạng, những cái bộ trà cốm mộc, những cái bộ trà bizen quấn rơm quấn tảo rất là đẹp, nhìn ấn tượng lắm chị. Bên ngoài nó ấn tượng đó, bởi vì cái kiểu men của nó đó, ở trên video không thể nào nó lột tả được. Kiểu men nó rất là độc đáo, dòng này rất là hiếm, đặc biệt cái cốt nó rất là nặng nha. Dòng này nó đều có chữ ký nghệ nhân, nhưng mà dòng này men lúc nào nó phủ hết. Đường kính 27, mã sản phẩm H23, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình rượu gốm mộc. Cái này cái bình rượu xưa các anh chị, cái nút này thì cái nút được thay thế thôi. Cái nút này thì các anh chị có thể dùng cái nút bằng hoặc là cái nút bằng gỗ sồi. Bình đựng rượu, cái dáng rất là độc đáo các anh chị. Bình này bình rượu gốm nha, đây chúng ta thấy nè. Cái men nó là nó có tuổi rồi, nhìn rất là ấn tượng. Cái bình này nó khoảng 2 lít đó anh chị, 2 lít hoặc hơn à. Rất là độc đáo luôn. Đây cái đáy nó được làm gì để nó nằm nè. Đây chúng ta thấy men không, thấy cái màu thời gian rất là rõ. Bình này nó cao là 10.5, nó dài là 24 năm. Mã sản phẩm H24, giá 200k, rất độc đáo đó. Cái này thậm chí cái này các chị có thể là dùng để cắm hoa cũng được, cắm hoa thì nó rất là tuyệt vời. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa siêu to khổng lồ, cái dĩa này cực kỳ to. Cái dĩa này nó thuộc cái dòng gốm Sango, cái dòng gốm Sango mà nó được sản xuất vào những năm 1960 các anh chị. Cái dòng này nè, cái dòng này là xốp tra là rất là lâu rồi. Cái dòng mà Sango vẽ rồng trên thân, nó vẽ rồng rất là đẹp nha, màu bên ngoài đẹp hơn. Ở đây sao mà cái màu nó bị tối. Dĩa này bên ngoài rất là đẹp đó chị, vành nó được mạ vàng. Cái dĩa này nó được sản xuất vào thập niên 60 nè, tức là những năm 1960 á. Màu sắc rất là đẹp nha. Dĩa này bên ngoài nó to lắm, đặc biệt là hình oval này nó hiếm gặp nè. Đây cái dòng sân gô những năm 1960 là cái chuyện này đó. Cái dĩa này nó dài là 41, nó rộng là 39 năm, mã sản 29 năm, sản phẩm H25, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô. Cái tô này rất đặc biệt các chị. Nó đẹp hơn cả những cái tô ngũ sắc Imari thông thường. Bởi vì nó kết hợp giữa cái men lam, ngũ sắc và cả ngũ sắc vàng và ngũ sắc xanh luôn. Giống như cái dòng mà men lam xanh của Kutani kết hợp với cái dòng gấm vàng của Kutani, trên thân nó vẽ hoa và chim ở trên vành đó chứ, nó vẽ hoa và chim và những cái họa tiết gấm trong lòng, nó vẽ tích xưa, hai cái gì, ẩn sĩ ngồi đánh cờ, xung quanh là những cái bài thơ nữa các chị, rồi những cái người cưỡi ngựa câu cá, bên ngoài nó vẽ hoa dây rất là độc đáo. Đây là cái chuyện, cái dòng men lam này là cái dòng rất là nổi tiếng của Nhật, dòng thương hiệu cao cấp, cốt dày rất là nặng, men rất là chắc nha. Cao là 7.5, đường kính 22 năm, mã sản phẩm H26, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa men lam rất là to các anh chị. Dĩa này cái dáng nó bát giác nhưng mà nó giống như tứ giác vậy đó. Đặc biệt là cái họa tiết này nè, nó được vẽ bằng những cái ngòi bút nhỏ, chứ
chứ không phải là nó vẽ bằng cái nét cọ to nha. Chúng ta nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà thật ra là nó là kỳ công. Thay vì những cái họa tiết chúng ta dùng một cái ngồi, một cái nét cọ to chúng ta vẽ nó sẽ ra một cái tán lá. Thì ở đây phải đòi hỏi rất là nhiều cái nét cọ như thế này, nét bút nhỏ như thế này, rất là công phu. Này bên ngoài rất là to các chị, bên ngoài nó vẽ cái hoa hoa văn sóng ốc, số người gọi là cái bạch tuộc, cái tua bạch tuộc á. Đĩa này nó rộng 30, mã sản phẩm là H27, giá 350k. Tiếp theo một cái siêu phẩm men ngọc, một cái tô men ngọc rất là to, xe đông. Cái tô này nó độc đáo ở chỗ đó, là nó tạo hình thành một cái đóa hoa mẫu đơn đó chị. Toàn bộ cái tô này nè là nó tạo thành một cái đóa hoa mẫu đơn. Cái này nó bị cái ánh sáng đèn, nó sáng mấy cái chúng ta nhìn nó không có ra được cái họa tiết. Cái đây họa tiết này là nó được điêu khắc các anh chị, chứ không phải nó vẽ mà là nó điêu khắc hoàn toàn thủ công. Đây chúng ta thấy nè, những cái cánh hoa rất là sống động. Một cái tô này nó giống như cái đóa hoa này đó, mà mỗi phần nó là một cánh hoa rất là sống động, cực kỳ sống động các chị. Nó thể hiện một cái trình độ rất là điêu luyện. Toàn bộ mà chúng ta thấy cái họa tiết mà nó được khắc như thế này nè, riêng cái vành đó nó tạo, nó khắc được giống như một cái đóa hoa cúc luôn. Ở bên ngoài cũng vậy, chúng ta thấy nè, là nó được điêu khắc tạo thành một cái đóa hoa trong ngoài như nhau, thể hiện cái trình độ chế tác rất là cao các chị. Và ở đây chúng ta thấy là trên những cái cánh hoa này nó có những cái sọc nhỏ nữa nha, cốt già. Đây đây là cái chuyện chuyện ẩn, bên ngoài chúng ta nhìn rất là rõ. Anh chị thấy cái tiếng gõ nó âm vang như chuông đó, chứng tỏ cốt nó rất là tốt. Này bên ngoài nó độc đáo, xe đông rất là khó chế tác, nó cao chính, đường kính 22, mà sản phẩm là H28, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng này nó nằm trong cái tượng chủ đề 12 con giáp. Tượng này là tượng rắn cầm tinh cho người tuổi Tỵ. Cái tượng này là tượng gốm mộc các anh chị, nó làm giống như giống giống cái dòng bi gen, nhưng đây là gốm mộc. Nó nằm trên cái đồ xúc vàng, đây là những cái thỏi vàng. Tượng này rất là đẹp nha, rất là sống động luôn, cực kỳ sống động. Rất là độc đáo các anh chị, tượng này rất là đẹp, rất là hiếm gặp cái tượng gốm mộc mà nó sống động như thế này. Cao là 23, dài là 20, rộng là 10, mã sản phẩm H29, giá 400k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ, nó gồm một cái ấm ấm trà, cái bình trà, một ấm trà và một cái rót, cái bình rót. Cái này nó là sứ nha các chị, sứ sứ xương của dòng Noritake đó. Trên thân nó vẽ cái họa tiết theo cái trường phái trừu tượng của mỹ thuật các chị. Và ở đây chúng ta thấy cái họa tiết này là nó được điểm những cái mảnh vàng, nghệ nhân dùng những cái mảnh vàng thật đó để dát lên trên cái sản phẩm này nè. Tay cầm, viền, miệng đều được mạ vàng cả các chị.
này là nó cái ấm này, cái ấm mang phong cách cổ điển của châu Âu, ấm to nha. Chúng ta thấy cái máu nè, cái nắp nó màu đỏ rất là ấn tượng. Ở đây chúng ta thấy lọc là lọc sứ. Niro tắc là cái dòng này, Nori tắc là cái dòng này, cái chuyện chữ N trong hai cái nhành ô liu này nè, Nippon Toki nè, là cái dòng nó được sản xuất vào khoảng từ thập niên 40 đến thập niên 60 đó. Dòng này khá sâu tuổi nhưng mà nó được bảo quản tốt cho nên cái ấm này nó còn gần như mới. Ấm này dung tích nó khoảng hơn 1 lít. Ấm này chắc cỡ 1 lít 3 hoặc 1 lít rưỡi. Mã sản phẩm là H30 giá 650k trên bộ này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng gấu bằng gỗ tự nhiên nguyên khối của Nhật, rất là đẹp luôn. Cái tượng này là nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công nha các anh chị. Từ nguyên một cái thân gỗ rất là to nha các anh chị. Cái thân gỗ này nếu mà nó còn nguyên cái thân gỗ này là khoảng hơn nửa thân gỗ nè. Nếu mà nó còn nguyên thì cái thân gỗ này khoảng hơn một người ôm đó các anh chị. Cái vòng thân của nó to lắm á. Và cái màu sắc này là cái màu sắc tự nhiên nữa chị. Nghệ nhân họ tinh tế ở chỗ đó, họ sử dụng cái màu của tự nhiên, màu gỗ tự nhiên để tạo nên những cái điểm màu trên những cái bộ lông gấu này. Đây là một cái loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống có lịch sử lâu đời của Nhật, nó nằm ở những cái hòn đảo, quần đảo phía Bắc đó. Vào cái mùa mà cá hồi gấu đi săn cá hồi đó, khi cá hồi nó về phương Bắc đẻ trứng. Rất là đẹp. Nó được điêu khắc liền thân các chị, từ một cái thân gỗ. Nghệ nhân họ sẽ điêu khắc ra cái đế này và cái tượng gấu này nó dính liền với nhau, chứ không phải là nó cái tượng gấu nó đặt lên cái đế này nghe các anh chị. Mà là từ nguyên một cái khối gỗ như thế này, nghệ nhân họ sẽ điêu khắc ra để nó được ra cái tượng gấu và cả cái đế này nó liền với nhau, liền khối với nhau luôn. Ở đây chúng ta thấy nè, điêu khắc rất là sống động, cực kỳ sống động nha, từng cái họa tiết. Nếu mà chúng ta thấy những cái tượng mà điêu khắc như thế này, nếu mà chúng ta mua nhập khẩu, nhưng mà tượng này cũng là dạng tượng xưa nè, thì nó cực kỳ đắt đỏ nha các chị. Đây là những cái đường răng tự nhiên của gỗ chứ không phải nó bị tép nữa, thì đường răng tự nhiên của gỗ đây nó giống như thế này. Đây, đáy nó có cái chữ ký của nghệ nhân nè các chị. Đây. Nó có cái chữ ký của nghệ nhân, tượng này tượng xưa. Được khắc vào trong cái đế này. Ở dưới này là chữ ký nè. Phần này giống như cái phần mà ghi giống như những cái ngày tháng sản xuất của cái được chế tác của cái tượng này. Chúng ta thấy thân gỗ rất là to. Tượng này nó cao là 29. Nó dài là 37 năm. Nó rộng là 20 khoảng 22, mà sản phẩm là H31 giá 1.250.000. Này mà nếu anh chị mà hàng nhập khẩu thì cực kỳ cao, ngay cả những cái tượng gỗ Việt Nam mà điêu khắc thủ công thôi, giá trị nó vô cùng lớn. Phiên bán hàng của ngày 21 tháng 8 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.